Sản phẩm này có thể dùng cho các tiết học ngoài trời của nhiều môn học như vẽ, tự nhiên xã hội, hoạt động trải nghiệm. Giấy bìa các tông cứng như thùng sữa, form quảng cáo cũ hay các lốc lịch cũ, qua đôi bàn tay khéo léo của các bạn nhóm hoa tay đã tạo nên sản phẩm bàn học thân thiện, vô cùng đẹp mắt và dễ sử dụng. Chúng em hy vọng sản phẩm này sẽ được sử dụng thường xuyên trong trường học. Cảm ơn ban giám khảo, quý thầy cô và các bạn đã chú ý theo dõi phần giới thiệu sản phẩm của chúng em. Kính chúc hội thi thành công rực rỡ!